Rồi chào các em. Thì ở clip này thầy sẽ hướng dẫn các em cài đặt phần mềm CodeBlock cũng như là sử dụng phần mềm CodeBlock để phục vụ cho cái việc lập trình của chúng ta. Thì trước tiên các em sẽ vào Zalo hoặc là các em vào trang web bài tập của thầy. Đây chúng ta tại đây chúng ta gõ nè. Đây chúng ta gõ tin học Sades .dd.nr.net. Thì ở đây thầy cũng có để cái link tải có lock về cài, hoặc là các em vào Zalo hoặc là xem bình luận ở dưới cái clip này, thầy cũng có để link. Rồi các em nhấp vào đây. Rồi nhấp vào để tải. Thì các em thấy cái link thầy gửi bên Zalo, các em cứ việc copy rồi dán vào đây mấy em chạy. Đúng không? Đây copy nè. Rồi dán nè. Đấy. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tiến hành tải. Các em chọn tải xuống. Nếu mà Google hoặc trình duyệt web có báo là file dung lượng tải quá lớn thì các em cứ việc chọn là vẫn tải xuống. Rồi đến đây các em chọn vẫn tải xuống. Rồi thì ta lưu trong khu mục download, thì chút xíu ta mở download. Còn không thì các em cứ việc lưu vô đĩa D ha. Ở đây thì lưu vô mục download. Chúng ta chờ tải xuống. Rồi sau khi tải xong thì các em nhấn vào đây mở tập tin lên. Đây đã được ta tải về rồi nè. Rồi bây giờ chúng ta sẽ nhấp đúp vào đây. Rồi thì lúc này do chúng ta xài Windows 10 và 11 thì sẽ có cái dòng thông báo này, tức là những cái phần mềm mà nó không phải từ cái app store của Microsoft, hoặc là những phần mềm mà nó nghi ngờ là có virus chẳng hạn, thì ở đây mấy bạn chọn là More Info. Rồi mấy bạn chọn là lên Anyway. Rồi thì lúc này màn hình sẽ xuất hiện cài đặt thì các bạn chọn đồng ý. Accept. Rồi nó hiện cái bảng gì thì các em chọn Yes và sẽ máy sẽ chạy thế này. Rồi chúng ta đợi. Rồi sau khi cài đặt xong thì phần mềm CodeBlock sẽ tự động khởi động. Chúng ta sẽ chọn cái dòng đầu tiên. Ở đó chúng ta chọn OK. Thì CodeBlock khởi động sẽ hơi bị lâu một chút, chúng ta đợi. Rồi CodeBlock hiện cái gì thì các em cứ việc chọn OK ha. Ở đây thì nếu các em chọn ở đây là khi mà gặp cái file lập trình C mà chúng ta nhấp đúp vô thì nó tự động nó khởi động cái phần mềm CodeBlock này lên. No. Và đây là giao diện của phần mềm có lock. Đây. Đó. Đây là cái giao diện của phần mềm có lock. Thì các em ở đây thầy sẽ giới thiệu với các em. Thì ở đây là cái cửa sổ quản lý dự án của phần mềm có lock. Các em có thể nhấp vào Create a new project để tạo dự án. Thì do cái phần mà chúng ta học và chúng ta thi thì thầy sẽ không có hướng dẫn chúng ta làm phần dự án, mà chúng ta lập trình cho từng file riêng biệt, do đó chúng ta sẽ không quan tâm tới phần dự án này. Ta học ở mức độ là lập trình giải quyết bài toán riêng lẻ. Rồi như vậy thì chúng ta sẽ thấy trên đây nè là cái thanh menu. Thì cái thanh này là giống như những cái chương trình hội thảo khác,
gồm những chức năng tạo mới tập tin, mở tập tin đã có sẵn và lưu lại tập tin. Cái thanh tiếp theo là thanh công cụ, thanh này cứ cho phép các em tạo mới một cái file nhanh chóng, tạo nhanh, rồi mở nhanh, lưu tất cả, lưu cái file đang hoạt động và lưu tất cả các file chúng ta đang hiện có trên cái cửa sổ này. Tiếp theo ta có nút này gọi là nút build, nút này là nút kiểm tra biên dịch lỗi và cũng là nút tạo ra build hình file chương trình. Nút này là nút chạy, sau khi ta build, ta kiểm tra lỗi rồi thì ta chạy. Thì thông thường chúng ta sẽ không sử dụng hai nút này mà ta sẽ sử dụng kết hợp luôn. Đây là nút vừa build vừa chạy, là build vừa chạy, kiểm tra lỗi chương trình, rồi nếu mà ok thì chạy luôn. Đấy, ta chỉ cần quan tâm những cái nút này thôi. Rồi thì tiếp theo thầy sẽ hướng dẫn chúng ta tạo mới một tệp tin. Thì để tạo mới một tệp tin, các em vào file chọn new, chọn empty file. Trong cái bài số 1 thầy có hướng dẫn chúng ta. Đây, nếu mà bạn nào mà không nhớ thì bạn có thể mở cái bài số 1 nè. Thì ở đây thầy có hướng dẫn chúng ta tạo một cái file chi tiết. Rồi, thì vô file chọn new, hoặc các bạn có thể nhấn cái nút new hoặc là nhấn tổ hợp phím Ctrl Shift N thì nó cũng cho phép chúng ta tạo mới một tệp mới. Đây, và khi mấy bạn chọn thì các bạn nhớ là mấy bạn chọn empty file. Rồi, tới đây chúng ta không có lập trình gì cả, chúng ta khoan, chúng ta sẽ phải thực hiện thao tác lưu tệp. Các bạn lưu ý, chúng ta sẽ chọn lưu tệp, chúng ta sẽ vào file chọn save hoặc những tổ hợp phím Ctrl S. Bây giờ chúng ta sẽ vào file chọn save. Đấy, hoặc là các bạn có thể sử dụng cái nút save ở đây, thầy sử dụng nha, save. Rồi thì ở đây chúng ta xem tại mục save as file nè, as file thì các em chọn cho thầy là on file. Sau đó gõ tên tại mục file name, nhớ là có thêm cái phần mở rộng là .cpp. Bây giờ thầy sẽ lưu bài này lại trong mẫu đĩa D chẳng hạn. Rồi thầy lưu vô C. Đây là bài tập 2024 chẳng hạn. Rồi bây giờ thầy sẽ đặt cái tên của nó. Trước tiên đặt tên thì chỗ cell assign nè, kiểu file mấy bạn chọn, thầy kéo xuống chọn thầy on file. Đó, các bạn để ý nè, kéo xuống chọn on file. Rồi sau đó mấy bạn đặt tên ví dụ chẳng hạn, hay đặt tên ví dụ một chẳng hạn .cpp. Đấy, nhớ là có chữ cpp chỗ này, save lại. Rồi thì tới đây các bạn có thể lập trình được rồi ha. Bây giờ thầy sẽ gõ vào, thầy sẽ lập trình thẳng sẵn Linux. Trong trường hợp mà các em thấy cái chữ nó nhỏ quá, các em muốn cho chữ nó phóng to lên, thì các em có thể đè nút Ctrl, đè cái phím Ctrl trên bàn phím mình đó, Ctrl. Rồi chúng ta lăn nút giữa chuột, lăn nút giữa chuột để phóng to cái màn hình lên nè. Để phóng to lên, đây là cách mà phóng to nhanh nhất. Rồi thầy quay trở lại. Rồi chúng ta sẽ gõ, thầy sẽ gõ một số con lệnh để thử ha. Std c cộng cộng chấm h. Rồi này đây, in men, rồi sao, hello, đấy, rồi bây giờ ta sẽ thực hiện kiểm tra lỗi chương trình, thì chúng ta sẽ sử dụng cái nút build trên này,
hoặc các bạn có thể dùng cái bấm phím F9 à, các bạn nhấn phím F9 cho bàn phím mình. Rồi bây giờ thầy sẽ chạy cho ta xem nha. Đây à, vậy là xong rồi đó các em. Đấy, xong rồi đó. Thì đây là cái phần mà các em sẽ soạn thảo những câu lệnh để cho máy thực hiện, hay ta nói là lập trình. Và tiếp theo thầy sẽ giới thiệu chúng ta một cái cửa sổ nữa, là cửa sổ biên dịch lỗi. Đây thì cửa sổ này cái cửa sổ này sẽ cho chúng ta biết các lệnh mà chúng ta, các dòng lệnh hoặc các lệnh mà chúng ta viết không đúng, sai cú pháp vân vân. Ví dụ như bây giờ thầy viết xong chữ hello nè, thầy quên bỏ dấu chấm phẩy. Đấy, khi thầy biên dịch nó sẽ báo lỗi, không? Nó báo lỗi thì nó sẽ báo như thế này. Tại cái link là cái dòng số 6. Đấy, chúng ta nhìn vô đây chúng ta thấy dòng số 6 màu đỏ nè. Đó. Cái dấu chấm phẩy này có thể thiếu cái dấu chấm phẩy này ở phía trước cái dấu đóng ngoặc. Đấy, cái dấu đóng ngoặc là dấu này. Đấy. Thì ta sẽ xem cái dòng ở trên. Thì trước cái dòng này thì tức là dòng ở trên. Đây, thiếu dấu chấm phẩy thì ta thêm dấu chấm phẩy chẳng hạn. Sao? Hoặc là thầy quên viết cái phần khai báo này. Đấy, thầy quên viết cái phần khai báo này. Đấy, thầy sẽ chạy chương trình nè. Đấy, thì lúc này nó sẽ báo vào cái lệnh CO này. Đó, nó không biết cái lệnh CO này. Nó không biết và nó không hiểu cái lệnh CO này ở đâu ra. Đại khái là vậy. Thì lúc này ta sẽ gặp những cái câu lệnh thế này, đó, ta sẽ thêm cái dòng khai báo vô. Thì từ từ các em sẽ quen được cái các câu lệnh, tức là các em giải bài tập nhiều thì, và các em sẽ bị lỗi nhiều và được sửa chữa cái lỗi đó, thì các em sẽ biết khi mà gặp cái lệnh như thế này, các em sẽ biết đó là lệnh lỗi, là lệnh lỗi do đâu mà ra, đúng không? Cái lỗi này là lỗi gì? Thì ban đầu các em không hiểu, các em có thể dùng chương trình Google dịch. Đấy, các em mở Google lên, các em dịch nó. Đấy, các em copy, nhấn phải chuột lên nè, đó, rồi chọn copy. Sau đó các em vào Google dịch. Thì ta không có cần dịch chính xác, ta chỉ dịch lo thoáng đó thôi. Thì chúng ta sẽ, để ta biết, đấy, chẳng hạn. Đấy, thì ở đây nó sẽ xuất hiện, ở đây nó sẽ dịch cho chúng ta. Rồi thì vừa qua thầy hướng dẫn chúng ta cách cài đặt cái phần mềm CodeLock, cũng như là sử dụng cái phần mềm CodeLock này. Ở clip sau thầy sẽ giới thiệu về cách viết một cái chương trình cho các em.